Hết mọi người thì mình mới bị té xe. Mới giờ mặt mình sẹo quá trời luôn à. Đó, mình chở bạn mình té. Té xuống cái chỗ này nè cả nhà. Mình trượt té eo. Đó là vào một buổi sáng mà lúc mà Sài Gòn thật là đông đúc, thì bốn đứa tôi quyết định đi đảo Phú Quý sau 2 tuần lên lịch. Mà để lên được Phú Quý thì các bạn phải chạy ra Phan Thiết Mũi Né nha, sau đó thì bắt thuyền lên Phú Quý. Hello mọi người, thì hơn 9 giờ tụi mình vẫn ở Sài Gòn nha. Thì đang sửa xe mọi người. Cái xe kia nó bị mất cái thẻ từ rồi, giờ chạy không được. Phải đợi người ta háo ra. Đây là phạt cắt lái nè. Má quá là quằn rồi. Quá là mệt mỏi rồi. Vô. Ôi, vô. Đem đợi háo cái từ ra cái đã rồi go tiếp. Chắc là dự kiến là 3 giờ tới á. 3 giờ tới. Chuyện là khi mà xuất phát á thì cái xe này chạy được tới phà cát lái nha. Xong rồi tắt máy rồi mới nhận ra là không thấy cái thẻ từ đâu hết. Và cuối cùng không mở xe lên được luôn. Hên mà chưa chạy lên phà đó. Trải qua được kiếp nạn đầu tiên thì tôi xuất phát tiếp nha. Thường thường nếu các bạn lên Mũi Né, các bạn đi đường thẳng luôn á thì nó rất là gần, cỡ hơn 200 cây thôi. Còn tụi mình thì muốn thấy cảnh đẹp á cho nên đi đường biển, là đi ngang qua Vũng Tàu luôn, thì nó dài hơn cỡ mấy chục cây lận á. Và tụi mình còn đi ngang qua Hồ Tràm nữa nha, thì đây là Wonderland của Nova World đó mọi người, nhìn rất là tây luôn. Rất là nhiều căn nhà đủ màu sắc với lại cái thiết kế châu Âu á. Nói chung là mình thấy cái chỗ này nó đẹp vãi, mà phải chạy hơn 3 tiếng mới tới được đây đó nha. Ngoài ra các bạn cũng có thể bắt gặp được bò qua đường như thế này nha. Theo mình thấy thì khá là nguy hiểm đó. Các bạn nên chạy từ từ thôi, chứ mà chạy nhanh là né không kịp cái vụ này đâu. Mà chạy một hồi rất là lâu thì các bạn sẽ chạy được tới cái đường mà các bạn có thể thấy biển nha. Đường chạy cũng rất là vắng nhưng mà đẹp nè. Hai bên là hai cái đồi cát nè, ở ngoài thấy biển. Còn mình thì thấy buồn ngủ quá, chịu không có nổi rồi. Hello mọi người. Má y má cái mặt đen hồ lùi luôn. Thì còn 37 cây số nữa mình sẽ tới La Ghi nha. Và nếu mà tới La Ghi thì tụi mình sẽ ăn. Rồi còn cỡ 80 mấy cây nữa là tới Phan Thiết á. 97 cây nữa hả? 97 cây nữa mới tới Phan Thiết. 37 cây nữa tới La Ghi. À, quá là mệt rồi. Bụi quá trời bụi rồi. Giờ tụi mình đang nghỉ mệt xíu à. Và đi cung đường này mình thích nhất là đi qua những cái khu nhà như thế này nè. Người ta xây rất là đẹp luôn nha. Những cái căn nhà rất là giống nhau nhưng mà nó rất là nhiều màu sắc. Chỉ là không thấy ai chơi bời hay là đi lại ở đây hết trơn hết á. Cũng vắng vắng, chắc là chưa hoạt động chính thức hay sao á. Hello mọi người, tụi mình đang ăn trưa nha. Quá dữ luôn. Đó, đây là cơm gà, chỉ là cơm bò. Ăn lấy sức để lấy cái bào tiếp. Lấy khỏi ngủ luôn, chạy lên tới đó rồi mình ngủ. Cái nằm giọng mất công, mặt khó chịu quá. Giờ mình đang muốn lên tới nơi mà mình mới nghỉ ngơi. Chỉ còn 60 cây số nữa thôi. 60 cây số nữa thôi, đu được mà. Giờ mọi người cũng rất là đói rồi, thôi mình ăn xíu đi. A few moments later. Vừa ăn xong một cái là tụi tôi phóng lên liền. Tại vì đi sáng giờ chưa tới rất là mệt mỏi rồi. Còn cỡ 60 cây nữa mình sẽ tới là cũng phải hơn một tiếng nữa. Tính ra sáng 6-7 giờ dậy mà bây giờ 3 giờ là chưa tới nơi nữa. Nhưng mà được cái lúc bữa mình chạy á, nó không có nắng luôn. Chạy rất là mát, hiu hiu, nói chung là đã lắm. Thế mọi người thì mình mới bị té xe. Má giờ mặt mình sẹo quá trời luôn à. Đó, mình chở bạn mình té. Té xuống cái chỗ này nè cả nhà. Mình trượt té eo. Cái mặt mình đập xuống đất. Má nó cắt tùm lum la. Đây là cái hậu quả mà mình ngủ quên đó mọi người. Mình chạy xe nó hiu hiu quá, mình ngủ quên, mình nhắm mắt có một xíu là mình té xe luôn. Cái lúc mà mình té thật sự rất là kinh hoàng nha mọi người. Mọi chuyện nó xảy ra rất là nhanh luôn. Mình không kịp làm cái gì luôn á. Mở mắt ra là thấy nó vô lề rồi nó té luôn. Không phải là giả nha, nó là thiệt, không phải kinh tan.
Lúc mà mình té mọi người, cái mặt mình bê bết máu à. Hơi mà có mấy cô mấy chú ra hỏi thăm mình đó mọi người, cho mình giấy với lại dẫn mình vô rửa nữa. Nói chung nó cũng đỡ máu ngay lúc đó. Sau tụi mình gán chạy lên xíu nữa là tới chỗ mà thuốc tây á, nên mua mấy thuốc sức nè. Khúc này là mình quay lộn camera dọc á mọi người, cho nên mình phóng to ra. Ây, nó ra quá cả nhà ơi. Chấm cho thôi mày chay mày chết nữa. Huy lỡ bên trong nữa. Các bạn thấy không? Chạy gần cả 200 km rồi không bị sao, nhưng mà cuối cùng lại bị té. Nhưng mà cũng may mắn cho tụi mình á là lúc đó không có xe lớn ở đằng sau. Cũng chỉ vì quá chủ quan, mình nghĩ là mình chạy được. Nhưng mà lúc đó mình cũng buồn ngủ lắm rồi, thì nó ngủ luôn mình cũng không hay nữa. Nói chung là lần sau mà mọi người có buồn ngủ á, thì mọi người đừng có gán chạy nha. Tấp vô ngủ 20-30 phút cũng đỡ nhiều lắm luôn á. Hello mọi người, thì cuối cùng thì bọn mình cũng đã tới nơi. Cũng đã tới cái chỗ cái resort này. Thì hồi nãy điện thoại mình hết pin không quay được. Để ngày mai mình quay lại cái resort mình cho mọi người coi. Nói chung là tới được nơi cũng cảm thấy rất là may mắn, rất là vui. Cái view cũng rất là chill của cái resort này nha. Đó, quá hay. Ok, mình sẽ cập nhật thêm tình hình của tụi mình sau. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tình hình là tụi tôi lười đi ăn quá cho nên ăn tại cái resort này luôn nha. Thì đồ ăn nó cũng có đa dạng món lắm. Bò kho, bánh xèo. Thì hiện giờ mình chỉ ăn được thịt heo thôi, chứ ăn mấy cái kia nó sưng. Đó, giờ ăn xong rồi đi dạo dạo trong resort, nghỉ ngơi. Hôm nay khá là mệt mỏi rồi. Ok, thì hy vọng ngày mai nó sẽ lành hết, ngày mai mình sẽ đi chơi nha. Ăn thôi cả nhà. Mà quên nói mọi người nữa, thì tụi tôi trước khi lên Phú Quý á, thì tôi sẽ ở cái Mũi Né này 2 ngày nha. Chuyến đi này của tụi mình kéo dài tới tận 5 ngày lận. Vì vậy khi ngủ dậy tụi tôi sẽ đi chơi. Hello mọi người, thì mình đã thức dậy rồi đây. Thì đây là căn phòng của mình nha. Và đây là cái view của homestay mình. Đó, có một cái hồ bơi ở giữa. Phòng thì có 2 giường thôi. Nói chung mà cũng đơn giản. Bây giờ mình phải đi xức thuốc một cái. Đi xức thuốc rồi mới đi ăn sáng được. Đây. Mọi người chờ mình xíu nha. Hello mọi người, thì bây giờ là gần 9 giờ sáng rồi nha. Thì ở đây cũng có rất là nhiều cái resort. Đường thì cũng khá nắng, bây giờ là đang là 29 độ rồi đó. Đó, cái resort của mình đây. Thì có mấy khứa tây nó ở bên kia. Đó, rạng ra đường. Thì cái resort này nhìn cũng được thôi. Đó, có cái sảnh bên trong. Phòng mình sát bên luôn. Bạn mình nó đang bôi thuốc. Hôm qua nó chung xe với mình. Ở giữa đây có một cái hồ bơi. Cũng có rất là nhiều phòng nhưng mà có vẻ là hơi vắng. Hồ bơi mà khi mà các bạn đi ra xa xíu á, đi là cuối phía cuối á, thì các bạn sẽ thấy biển nha. Đây, các bạn sẽ thấy biển nha. Và có rất là nhiều hàng ghế có thể ngồi ở đây. À, đó, các bạn có thể tận hưởng cái cảm giác ở đây. Ngắm biển. Rào rạc với hàng cây dừa. Đó, rất là thư giãn. Đây là chuyến đi nghỉ dưỡng thương của mình. À, không có gì mà cảm giác bằng thêm một trái dừa ở đây nữa, hết sảy. Đó, sao cái răng mình nhức quá cả nhà. Thôi mà nó không gãy. Thì cái homestay mình á, được đánh giá có 3.5 sao. Ấy, cái resort á, được đánh giá có 3.5 sao trên Google mà. Nhưng mà mình cũng hiểu lý do, tại vì không mà mình cũng không nói đâu. Tại vì cái vệ sinh nó hơi dơ thôi. Chứ còn lại thì ok.
các bạn có thể tới đây nghỉ dưỡng được. Nhưng mà cái nhà vệ sinh của mình nó hơi dơ, còn không biết phòng khác nó làm sao. Ok. Mà anh chủ đồ với lại người dân đây rất là nhiệt tình nha. Ai gặp mình á cũng kêu mình lên trạm xá đi á, đi trạm xá đồ á hả, đi trạm xá đồ băng bó đi. Nhưng mà kêu thôi không sao đâu, mua thuốc đỏ rồi tự sức rồi được. Người dân đây cũng rất là nhiệt tình, đi ăn hay đi mua đồ người ta cũng kêu mình đi trạm xá. Ok, và lát nữa mình sẽ đi Suối Tiên nha, mình sẽ đi Suối Tiên ở gần đây luôn, ở gần cái homestay mình luôn, chạy lên xíu rồi tới à. Ok, đang chuẩn bị đi thôi. Được không? Các bạn có thể xuống dưới bơi luôn á. Hello cả nhà yêu. Thì bây giờ tụi mình đang đi ăn sáng và sau đó thì sẽ tiến thẳng lên Suối Tiên nha. Sao mấy không ai ăn trời. Quán không có một ổ người luôn. Cô chủ đang nằm trên giọng ngủ. Liệu có ai thấu được cái cảnh mà mình đang bị lỡ miệng á, nhưng mà ăn cái này nó nóng nóng vô, nói chung là nó cũng hơi rét rát, nhưng mà phải gán ăn, tại không ăn thì nó đói. Các bạn biết không, lúc mà mình đập cái mặt xuống đất á, là cái mỏ mình đập xuống trước, cái răng mình nó dính vô cái môi luôn, cho nên nó bị chảy máu, cho nên nó bị chày như vậy nè. Cũng may là cái răng nó không bị gì á, chứ không là tôi không dám ra đường luôn á. Vừa ăn xong rồi tôi phóng lên cái địa điểm mà để tham quan Suối Tiên liền. Các bạn thấy mấy cái điểm tham quan Suối Tiên không? Đó, có rất là nhiều bơi người ta để như vậy. Khúc này là mình chưa hình dung ra Suối Tiên nó như nào nha. Rồi bây giờ mình tấp đại vô một chỗ để đi thử nè. Đó, vô đây gửi xe. Có nghe đâu, có thầy giảng gì hết. Bỏ tiếc hả? Hi. Lọ suối này nha cả nhà. Mình cũng phải cởi dép ra đi. Ok, giờ mình xuống dưới suối đây. Hey, yeah. Đấy. Mình nhắc đi cũng rất là êm nha. Ở dưới là cát với nước cả nhà. Thì đi hướng này nè, cái suối này nó sẽ đổ ra biển, đi hướng đó ra biển. Còn đi trong đây thì không biết ra đâu, nhưng mà cũng khá là đông người đi. Trước mặt mình cũng là khá đông người đó. Đấy. Chắc là chưa tới đâu, thì cái chỗ này nó cũng không đẹp gì đâu. Đi sâu vô nữa mới tới chỗ để ngắm. Có rất là nhiều người đi nha cả nhà. Các bạn lưu ý là nhớ đi lên đây đừng mang giày, mang dép thôi, để các bạn có thể cởi ra các bạn đi như vậy. Đẹp lắm hả chú? Chùa cùng số 1. Vô càng sau càng đẹp. Dạ dạ. Vô càng sau càng đẹp cả nhà. Ồ thì ở đây người ta bán nước đồ giữa suối luôn. Nó có nhiều chỗ gửi xe, các bạn có thể gửi xe xong rồi các bạn xuống thì các bạn đi bộ. Đó, ở đây này người ta bán nước, giải khát, đồ ăn, đồ uống. Để đi sâu vô nữa coi có gì nha. Thì trên cái đường mà các bạn đi vô bên trong á, thì hai bên người ta sẽ bán đồ ăn, đồ uống rất là nhiều ở phía ngoài nha. Còn ở phía giữa thì không có ai buôn bán gì hết. Mới đầu nghe Suối Tiên tưởng công viên nước chứ ai dè cái suối nó chảy thiệt luôn nè. Với lại các bạn đi cái này nhớ chuẩn bị theo nước uống nha. Và cái đoạn Suối Tiên này cũng dài cỡ một cây số mọi người, cho nên đi cũng hơi dài dài. Và mấy cảnh này đa số là thiệt luôn nha. Nhưng mà có con quỷ này là nó giả thôi. Thấy ghê quá à. Ở đi anh. Cho các bạn nghe tiếng suối nè. Tới cái khúc mà nó khó đi vậy là chuẩn bị đẹp đó mọi người. Đi qua cái khúc này thôi là phía trên đây là thiệt hết luôn nè. Đó, đẹp không? Chịu khó leo lên chụp hình cũng đẹp lắm nha. Hả, thằng Huy đâu bước được. Đây đi đâu ta? Đi thử đi.
Mình đi tới khúc này cái tự nhiên nó sâu quá nè mọi người. Cho nên thằng Bình nó đi xuống thử, đo thử coi có qua đầu gối không. Các bạn biết lý do tại sao không? Coi cái là biết liền luôn nè. Qua đầu gối rồi. Đi tí nữa xuống nữa. Thôi, quay về. Và đây chính là lý do các bạn nhìn cái chân đó nè. Bị chày dưới cái đầu gối cho nên đi cái này không có được. Cái mặt buồn hiu luôn. Lúc ở nhà thì tụi mình lại dòng ra rồi. Tại đi vô trỏng nó sâu quá, không đi được nữa. Đó, thì mình dòng ra lại. Thì tiện lấy thì mình lấy xe luôn. Thì mình đang nghỉ chân tại một cái tiệm. Nói chung là mấy cái tiệm mới đầu mình vô quay, mới vô quay á. Đang đợi kem. Chú này làm kem cuộn. Đấy. Đây là kem chuối cuộn. Cái răng mình hơi nhức nhức. Ngon không mọi người? Chú lấy chuối là chú dần thiệt. Ngon. Mọi người nên thử nha, ăn nó mát. Thử không? Thử bấm dừng camera lại. Đó đó các bạn thấy chuyển cảnh ngang gì đó các bạn hiểu gì rồi nha. Thì sau khi ăn kem xong thì tụi tôi về nghỉ ngơi một chút và tiếp tục xuất phát đi đồi cát nha mọi người ơi. Tại vì Mũi Né rất là nổi tiếng những cái đồi cát. Thì Mũi Né hồi nhỏ tôi có đi một lần rồi nhưng mà không có nhớ gì hết trơn á. Chỉ nhớ là mình có từng đi Mũi Né, từng lên đồi cát chơi thôi. Chứ ngoài ra không có nhớ cái cảnh gì ở đây hết. Còn giờ lớn rồi tôi khác rồi. Tôi đi đâu bây giờ tôi cũng phải quay lại làm kỷ niệm hết. Biết đâu mốt già mốt quên hết luôn sao đúng không? Phải có cái để quay lại cho nó hay hay. Đó, cái đoạn vừa rồi các bạn được xem cái đoạn flycam của anh Khoa quay nha mọi người. Thì anh Khoa là cái anh hay đi cùng với mình đó mọi người. Và những cái đoạn bay flycam là toàn là ảnh bay không á. Và mình xin cái clip của ảnh về làm cho clip mình nó hay hơn, nó đẹp hơn. Các bạn coi mà nếu mà thích những cái đoạn bay flycam đó thì các bạn hãy comment ở dưới cho mình biết nha. Để mốt mình xin ảnh nhiều nhiều clip mình làm luôn. Đặng để có cái clip nó chất lượng hơn, nó hay hơn. Giờ thì cùng mình lên đồi cát chơi nào. Thôi dép để mất không? Không có mất. Em qua em cứ đỡ cái đó đi. Đây, cái người này lên chút cao nha. Thì cái việc đúng tại vì này. Đó, đỡ vậy nè. Ngồi vậy thôi. Đó như vậy nè là không tí không gì hết luôn. Khi nào mới dừng lại? Khi nào nó dừng lại? Chạy hết là nó dừng cho em là nó thả chân thả gì ra là em sẽ bị té xuống cát. Để mới nằm im. Để cái dép này nó chạy đi. Ok ok chị. Để cái đèn mất không? Ok, cảm ơn chị. Để đây mấy chị coi trong cái mắt yên tâm lát chơi xong đem hai vé với chị thôi. Dạ dạ rồi, cảm ơn. Coi chừng tìm điện thoại rồi tôi rất khó tìm nha. Đó, tại vì nên đồ đẹp đó, cái nào quý thì em đi còn quý bỏ xe ấy, chứ chắc nó đi rồi. Em cái này. Ngày bỏ điện thoại ở trong đây này đừng có để đi chở xuống đất thì được rồi nha. Em lúc nào em người ngang, đó dặn vậy thôi. Hello mọi người, thì đây là đồi cát đỏ nha mọi người. Thì nếu mà các bạn muốn mướn chiếc xe Jeep đó thì mình nhớ không lầm là 700. Đó. Còn mướn mấy cái dáng này thì chỉ có 30 ngàn thôi. Giờ mình lên trên cao á xong mình thả xuống như cái cô nãy chỉ á. Nó có cục sáp nè, mình bôi ở dưới. Bôi ở dưới xong rồi lấy nó cho nó trơn á, mình trượt cho nó đã. Thôi đồi cát này rất là cao. À, cũng đông người á. Đồi cát đỏ nha mọi người muốn ra đây mọi người hãy tìm đồi cát đỏ. Giờ tụi mình đang đi lên trên trên cao nhất trượt cho nó đã. Má ơi, cát đi mỏi chân quá anh. Ờ má đi mỏi chân thiệt, chứ mà đi trên cát khó đi đó mọi người. Ủa má cái đứt. Đứt không có chắc là má đi dùng nhiều sức phải. Ồ trên kia rất là đông luôn kìa. Ủa trên đó có gì ta, để mình quay cho mọi người coi nha. Tiếp tục bay flycam thôi mọi người ơi. Thì chỗ này đi tới đó xa lắm cho nên bay flycam cho nó lẹ. Hầu như là mọi người đều tập trung ở trên đây hết luôn. Đố các bạn mọi người ở trên đây làm gì nè. Mới đầu là mình tưởng ở trên đây ngắm hoàng hôn nhưng mà không phải.
cho các bạn coi thêm cái khung hình triệu đô này nè. Ở đây có tất cả luôn, có mây, có núi, có biển. Đúng là phải đến chơi mới biết được Mũi Né nó đẹp cỡ nào ha mọi người. Mọi người, thì mình đang tìm một cái dốc thiệt là dốc để mới chừa được cái này. Còn cái kia nó thoải quá thì cái này nó không đi. Thì bây giờ mình chắc cũng sẽ lên được cái dốc này nè. À, đi từ đây, đi từ dưới lên đây rất là mệt nha, rất là xa nha. Cho nên khi mọi người mướn một cái thôi, hai đi đông đông mướn hai cái, bốn người cũng được. À, đi cái này lười lắm á, trượt xuống một cái là khỏi muốn đi lên trượt nữa. Cho nên mình đi có mình thấy không? Để mình lên đây mình trượt xuống cho cả nhà coi. Anh trên đây cao quá. Đó, trượt xuống không biết có ơi té không? Rồi bên đây là hơi dốc, hoa đỡ rồi, lên trên đây luôn, lên trên đó chụp một cái cho đã. Chụp bây chưa, giờ tôi co giò lên nè. Đó, hồi nãy cô đó chỉ ngắm vậy nè. Không được. Chụp đi. Trời ơi, chậm trời. Quá đi chậm quá vậy ta. Chắc là mình trượt chưa có chuẩn á, để mình quay lên trượt lại. Đó các bạn thấy đó, tôi cứ chạy lên chạy xuống trượt đi trượt lại hoài mà trượt không được. Cho tới khi mà tôi coi lại những cái flycam tôi mới biết được lý do. Đó chính là tôi đã trượt ngược bên. Má công nhận quải chạy đậu thiệt á chứ. Nhìn cứ tưởng cái con sâu gì đó bò á. Tại sao mình trượt không được vậy cả nhà? Không trượt được, nó không có đủ trơn hay sao ta, hay là nó không có đủ dốc ta. À, anh coi trên lý người ta trượt dài lắm á, muốn trượt nãy giờ một khúc cũng được. Thôi giờ đi về, muốn hai miếng xấu chột ảo thật đấy, trượt không được gì hết. Vẫn chưa biết bên kia người ta làm gì đông quá. Nó nhìn nó cũng dốc lắm mà nó không trượt được ta. Mé sao giờ coi lại công nhận mình khùng thiệt á chứ. Rồi cuối cùng cũng tới buổi tối thứ hai mà tụi mình ở Mũi Né. Bởi vì là cái lúc ở La Ghi á, tụi mình chưa có ăn nem lụa, cho nên mình lên đây mình kiếm mình ăn đỡ. Và nem lụa chỗ này chủ yếu là chả, thịt nướng với lại trứng nha. Ngoài ra còn có rất là nhiều xoài với rau ăn kèm. Nói chung là bữa ăn này mình thấy rất là ngon luôn. Đầu tiên là các bạn bỏ xoài với rau vô trước, xong đó bỏ mấy này vô cuốn chấm với cái này nè. Ăn một cái là ghiền luôn. Sau đó tụi mình về nhà và tắm hồ bơi. Nói tụi mình vậy thôi chứ có mình thằng này nó tắm mà. Thời gian này nó thích bơi lội lắm cả nhà. Và hết đêm nay là ngày mai tụi tôi sẽ xuất phát ra đảo Phú Quý nha. Hello mọi người, thì mình đã quay lại cái tiệm ăn sáng ngày hôm qua. Thì hôm nay tụi mình ăn xong tụi mình sẽ chạy xuống cái thuyền á, để đi Phú Quý nha. Tàu super đông. Đó. Và 8 giờ là tàu xuất phát rồi, giờ tụi mình tranh thủ ăn cái rồi chạy xuống đó. Thì từ đây chạy xuống đó cũng cỡ nửa tiếng đồng hồ á. Ok, thì mọi người hãy giờ đi qua Phú Quý mới có nhiều cái hay nè. Nhớ chờ xem hết nha. Và chạy một hồi cỡ nửa tiếng cũng tới cảng, nhưng mà cũng sắp trễ rồi mọi người. Thì 8 giờ thuyền nó sẽ xuất phát nha. Xuất phát chạy được cỡ 2 tiếng hoặc 2 tiếng rưỡi thì sẽ đến Phú Quý. Hello mọi người, thì mình cuối cùng cũng đã tới bến thuyền nha. Thì ở đây nó rất là rộng, và mình gửi cái xe máy ở đây qua đêm luôn. Qua 2 đêm thì mình qua đây thanh toán sau. Giờ mình đi tìm cái thuyền super đông của tụi mình. Thì cũng như cái đợt đi đảo Nông Du đợt trước á, thì lần này mình cũng đi cái thuyền super đông luôn. Nhìn đi thông thả thôi chứ một phút nữa là cái thuyền này chạy mất tiêu luôn rồi đó. Và đã kết thúc cái vlog mà mình đi phượt từ Sài Gòn lên Mũi Né nha. Và bây giờ tụi mình sẽ xuất phát lên đảo Phú Quý.
một cái địa điểm du lịch mà đang hot đường rần luôn. Dành cho các bạn nào muốn đi thì hãy cho mình một like và subscribe để cho cái vlog tiếp theo các bạn sẽ được theo dõi sớm nhất nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.